Đây là cái camera Amres 4M Wi-Fi Pantene and zoom kỹ thuật số 4MP Pantene. Nó chỉ quạt lên qua lại với zoom kỹ thuật số thôi. 4M outdoor là xài ngoài trời chống nước. Wi-Fi màu ban đêm chống nước. Pantene quay bốn hướng lên xuống qua lại. 4M lúc 2 cái antenna bắt sóng. Amres mua trên Amazon giá 89 đô la. $89 free shipping, free return. Mình nói ra mình có hai cái là two way audio. Nghe nói góc nhìn rộng tâm là 7 độ chứa bằng thẻ nhớ cloud. Nó có cái còi báo hộ nữa. Made in China. Hướng dẫn sử dụng cục sạc, nguồn cục nguồn rất là nhiều. Nguồn 12V. Ủa vậy. Đấy để treo hoặc là treo lên tường là mình xài cái cổng và dây cáp cũng được. Nó bị bẩn hơn. Đây là hai cái đèn hồng ngoại đó, nó không nhảy nữa, nguyên với hai cái đèn. Phía sau cái speaker nó lo. Rồi có cái Amres mình treo lên vậy. Antenna bẻ mọi hướng cũng được. Hãy nhớ là phía sau này reset mở ra để hãy nhớ. Mình cũng có hai cái thẻ nhớ 64 đi làm mua lần Amazon luôn.
gì đó ngoài trời cho nó phải có cái ro mà dặn ốc kính lại để chống nước. Đây cái nút reset cao su. Bỏ hay nhớ rồi. Ấn nhiều nhiều click thôi. Chiều đúng không?